Lực lượng quản lý thị trường tỉnh An Giang đã tích cực triển khai việc giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, công bố đường dây nóng và đề nghị doanh nghiệp ký cam kết không ngừng bán hàng khi chưa được sự đồng ý của cơ quan chức năng. Nhằm đảm bảo không để ngưng trệ hoạt động cung cầu xăng dầu, mới đây Cục Quản lý Thị trường tỉnh An Giang phối hợp với cơ quan chức năng đến làm việc trực tiếp với thương nhân phân phối xăng dầu, công ty cổ phần dầu khí Mekong, công ty cổ phần dầu khí Đại Đông Dương chi nhánh An Giang, về tình hình kinh doanh cung ứng xăng dầu trong hệ thống. Kết quả, đại diện chi nhánh công ty cổ phần dầu khí Mekong tại An Giang cam kết đảm bảo nguồn cung ứng xăng cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối. Riêng về mặt hàng dầu, chi nhánh công ty cổ phần dầu khí Mekong tại An Giang báo cáo đã hết hàng từ ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến ngày 5 tháng 9 năm 2022 mới có nguồn dầu nhập về. Sau khi có nguồn hàng sẽ kịp thời cung ứng cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống tiêu thụ trên thị trường. Công ty cổ phần dầu khí Đại Đông Dương chi nhánh An Giang cũng cho biết, ngày 1 tháng 9 năm 2022, chi nhánh An Giang đã nhận được 36.000 lít xăng phân phối đến 14 cửa hàng bán lẻ trực thuộc tại An Giang, đảm bảo phục vụ trong dịp lễ 2 tháng 9. Từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, Cục Quản lý Thị trường tỉnh An Giang tích cực giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn tỉnh, kiểm tra thông tin đường dây nóng đã dán tại 588 cửa hàng xăng dầu, phân công công chức trực 24/24 suốt các ngày lễ dịp 2 tháng 9.